trong video hôm nay em sẽ hướng dẫn quý khán giả cách chép hình ảnh từ bộ nhớ điện thoại ra bộ nhớ thẻ nhớ hoặc là USB. Thì cái cách chép như sau. Đầu tiên thì anh chị mở cái file của bạn lên. Trong cái Samsung thì anh chị sẽ thấy là trong cái thường là trong cái mục thư mục Samsung nó sẽ có cái mục file của bạn ở đây. Đây là cái mục file của bạn, anh chị mở lên. Thì sau khi anh chị gắn thẻ nhớ vào, nó sẽ xuất hiện cái thẻ SD ở đây. Và nếu mà anh chị chưa gắn thẻ nhớ vào á, thì anh đối với những cái chiếc điện thoại có thẻ nhớ thì anh chị nên bỏ cái thẻ nhớ vào. Đây, cái thẻ nhớ. Khi bỏ vào thì nó sẽ xuất hiện cái thẻ nhớ như thế này. Đây là cái thẻ nhớ. Còn đối với những cái điện thoại mà nó không có thẻ nhớ thì làm sao? Thì thường đối với những cái điện thoại không có thẻ nhớ đó thì anh chị có thể sử dụng một cái USB OTG như thế này. USB OTG á, thì một đầu của nó là nó sẽ là cái đầu USB để cắm máy tính. Còn một đầu của nó là một đầu OTG để mình cắm vào điện thoại. Đây, mình cắm vào điện thoại. Khi mình cắm vào điện thoại á thì cái bộ nhớ USB nó sẽ xuất hiện ở đây. Anh chị thấy nó ghi là bộ nhớ USB 1 là cái USB OTG này. Và một số khách hàng á không thể nào mà tìm mua được cái USB này thì làm sao? Thì mình có thể chuẩn bị một cái thẻ nhớ. Mình có thể chuẩn bị một cái thẻ nhớ. Một cái đầu đọc thẻ nhớ. Và một cái đắp OTG như thế này. Sau đó mình cắm vô máy. Anh chị xem, cắm vô máy thì nó cũng đọc được là bộ nhớ USB 1 ở đây. Sau khi anh chị rút ra thì nó mất. Vậy thì nếu như mà anh chị có USB thì sao? Có USB thì anh chị không cần dùng cái này. Anh chị chỉ cần mỗi cái đắp OTG này thôi. Cắm USB vào đây, cắm vào điện thoại, thế là nó nhận. Đó, lấy USB cắm vào đây. Đây là nó nhận. Và cái cách chép thì cũng tương tự như chép vào thẻ nhớ, cũng tương tự như chép vào USB. Thì anh chị xem video này, anh chị có thể làm được ngay. Vậy thì anh chị muốn chép dữ liệu, ví dụ như hình ảnh, nhạc MP3, tài liệu, vân vân, video, rất là nhiều những cái thứ mà anh chị muốn chép từ bộ nhớ điện thoại vào trong thẻ nhớ USB, thì anh chị phải mở cái mục file của bạn lên. Anh chị xem nhìn ở đây coi nó có bộ nhớ ngoài hay không. Thẻ nhớ SD, bộ nhớ USB, đấy là những cái thẻ nhớ ngoài, đấy là những cái bộ nhớ ngoài. Còn bộ nhớ trong thì nó có ghi là bộ nhớ trong ở đây. Và bây giờ mình tiến hành chép như sau. Anh chị mở cái mục bộ nhớ trong ra. Anh chị lưu ý phải mở cái mục bộ nhớ trong. Và bắt đầu làm từ đầu như sau. Em sẽ hướng dẫn rất là chậm để cho anh chị có thể làm được. Thoát ứng dụng chạy ngầm luôn. Anh chị vào trong cái mục Samsung hoặc là cái mục file của bạn này ở đâu cũng được. Samsung nào nó cũng có cái mục này. Thì anh chị bấm vào cái mục file của bạn ở đây. Sau khi anh chị bấm vào cái mục file của bạn, cái phần tiếp theo là mình bấm vào mục bộ nhớ trong. Và cái tiếp theo nữa là anh chị bấm vào cái mục, chỗ đây nó sẽ xuất hiện cái mục cần thiết ở đây. Anh chị chọn vào cái mục cần thiết hoặc là tất cả ở đây, ngay chỗ này nha anh chị. Cái dòng chữ này, một số dòng máy nó sẽ hiển thị khác chứ nó không hiển thị giống y chang như thế này. Mình chọn vào đây và mình chọn vòng tất cả ở đây. Còn nếu như mà máy nào nó đang là tất cả rồi thì mình cài nó, không cần chọn nữa. Mình chọn tất cả để
để cho nó ra tất cả những cái mục như thế này. Và bây giờ thì thường á, bây giờ em sẽ hướng dẫn anh chị chép hình. Hình ảnh thường là nó nằm trong cái thư mục này, DCIM và thư mục picture. Đây, hai cái thư mục này, đây là thư mục thứ nhất và đây là thư mục thứ hai. Đó. Sau khi anh chị đã chọn được cái vùng cần chép thì anh chị làm như sau. Ví dụ anh chị mở cái mục này ra, anh chị muốn chép ảnh thì anh chị chọn cái mục ảnh anh chị chép. Đó. Và bây giờ em sẽ thực hiện cho anh chị xem một cái việc sao chép đơn giản như sau. Mình chọn cái mục cần chép, ví dụ mình chọn cái mục ở bên ngoài này cũng được, mình đánh dấu như thế này cũng được. Chỉ cần mình bấm giữ và mình chọn cái mục cần chép. Anh chị lưu ý nhấn giữ chọn mục cần chép. Và bây giờ em sẽ chép như sau. Em nhấn giữ, em chọn mục cần chép và em bấm sao chép. Ở đây là bấm sao chép. Ở đây anh chị xin lưu ý, cái mục em cần chép nó có hai cái tên, ảnh 1 và ảnh 2. Rồi bây giờ em bấm sao chép. Ở đây nó sẽ có hai mục sao chép và di chuyển. Đây, sao chép, di chuyển. Sau khi anh chị bấm cái chữ sao chép thì nó hỏi anh chị sao chép vào đâu. Lúc mà mình bấm vào chữ sao chép thì nó hỏi sao chép vào đâu. Ở đây. Lúc này anh chị bấm vào trong cái hình ngôi nhà ở đây. Sau khi nó hiện cái chữ sao chép vào đây hoặc là cái chữ thoát. Đó. Sau khi anh chị bấm vào cái mục thao tác sao chép, cái tiếp theo là anh chị phải bấm vào trong cái hình ngôi nhà nằm trong cái thư mục ở đây. Đấy, anh chị thấy không? Khi anh chị bấm vào, nó sẽ xuất hiện ra như thế này. Thì bây giờ nó sẽ xuất hiện để cho anh chị chọn cái vùng nhớ để anh chị sao chép. Bây giờ ví dụ như em không dùng USB, em dùng thẻ nhớ thì em chọn vào thẻ nhớ. Lúc này thì anh chị có thể bấm sao chép vào đây rồi, hoặc là anh chị chọn một cái mục ảnh ở trong mục picture, anh chị sao chép vào đây. Bây giờ nó đã sao chép rồi. Như anh chị vừa thấy là anh chị sao chép cái mục là ảnh 1 và ảnh 2. Sau khi sao chép xong, ảnh 1 và ảnh 2 nó qua bên thẻ nhớ nó nằm rồi. Để anh chị có thể phân biệt được cái ảnh này nó đang nằm ở đâu thì anh chị nhìn lên phía trên. Đây, nó đang nằm trong thẻ nhớ. Nó có ghi chữ thẻ nhớ ở đây luôn. Còn nếu như một ảnh 1 và ảnh 2 này nó nằm trong điện thoại thì em bấm vô cái mục ngôi nhà ở đây. Em bấm vô bộ nhớ trong và em bấm vô cái mục DCIM. Ảnh 1 và ảnh 2 này nó đang nằm trong bộ nhớ trong. Nghĩa là mình sao chép qua thẻ nhớ, mình vào thẻ nhớ cũng có và mình vào bộ nhớ trong cũng có. Quay lại cái mục tất cả. Khi mình quay lại cái mục tất cả đó thì mình xem coi mình đang xem ở đâu. Thì mình đang xem bộ nhớ trong. Ở đây xuất hiện bộ nhớ trong. Bây giờ mình tiến hành chép tiếp. Bây giờ em sẽ chép cho anh chị xem là ví dụ như em chép mục picture. Trong đây có cái mục ảnh 3, ảnh 4. Bây giờ em nhấn giữ. Sau đó em bấm di chuyển. Và ở cái chỗ di chuyển này, khi mà anh chị di chuyển từ bộ nhớ trong sang bộ nhớ ngoài, nghĩa là bộ nhớ thẻ nhớ hoặc là bộ nhớ USB, thì anh chị di chuyển đồng thời nó sẽ xóa cái bản gốc ở đây. Vậy thì cái cách di chuyển để làm gì? Để làm trống đi cái bộ nhớ điện thoại của anh chị, giúp cái bộ nhớ của anh chị được giải phóng một lượng lưu trữ rất là lớn. Và bây giờ em bấm vào di chuyển. Sau khi bấm vào di chuyển, cái tiếp theo là anh chị phải chọn vào ngôi nhà. Vậy thì mình chuyển vào thẻ nhớ thì mình chọn vào một thẻ nhớ. Và mình chuyển vào đâu cũng được.
Nếu mà anh chị chuyển vào một picture là một hình ảnh cũng được, chuyển vào một camera trên thẻ nhớ SD cũng được, thì cái những cái thư mục mà bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài hoặc là thẻ SD nó đều y chang nhau. Nên anh chị muốn phân biệt được là mình đang sao chép hoặc là mình đang xem ở cái bộ nhớ nào, chỉ cần nhìn lên ngay chỗ này là anh chị có thể thấy được. Bây giờ em sẽ sao chép vào trong một picture một lần nữa và em bấm chuyển đến đây. Nó sẽ chuyển qua nhanh thôi, tùy vào ảnh của anh chị nhiều hay ít. Nếu mà có video thì nó chuyển sẽ rất là lâu. Sau khi nó chuyển xong thì mình bấm trở về. Bây giờ thì anh chị vào trong bộ nhớ trong, anh chị vào trong một picture ở trên máy. Đây, một picture ở bộ nhớ trong, chọn vô. Lúc này ảnh 3, ảnh 4 đã mất. Đồng thời dữ liệu của anh chị ở trong máy sẽ được giải phóng một lượng rất là lớn. Và một cái điều đặc biệt anh chị cần lưu ý, đó là anh chị phải chọn một cái thiết bị lưu trữ thật là tốt và chính hãng. Nếu không, anh chị xài một thời gian, nó sẽ tự động nó xóa dữ liệu, và có thể là nó tự động nó hư hỏng bộ nhớ USB, thẻ nhớ và bộ lưu trữ ngoài, chẳng hạn như là USB OTG chẳng hạn. Thì cái việc mà anh chị lên sàn thương mại điện tử, anh chị thấy là nó bán tràn lan những cái thẻ nhớ, những cái USB cực kỳ mềm và ưu đãi. Đấy là những cái sản phẩm rẻ tiền và những cái sản phẩm kém chất lượng. Nên anh chị nên sáng suốt lựa chọn cho mình một cái sản phẩm chất lượng để lưu giữ những cái thông tin quan trọng của mình. Và thêm một cái nữa là anh chị nhìn, ví dụ như trong bộ nhớ trong của anh chị tải nhạc về. Ví dụ như đây, em có cái mục nhạc 1 và nhạc 2. Thì cái nhạc này á, anh chị có thể nhấn giữ cái mục nhạc, nhạc 1 nè. Anh chị bấm sao chép, nhấn giữ xong bấm sao chép. Rồi ở đây nó đang là bộ nhớ trong rồi, mình chọn vào ngôi nhà. Sau đó mình bấm vào thẻ nhớ và mình sao chép vào đây. Sau khi sao chép xong thì mình sẽ thấy ở đây nó sẽ có cái mục nhạc, nhạc 1. Vậy thì mình trở về bộ nhớ trong và mình kéo lên, mình xem cái mục nhạc 1 ở đây là vẫn còn, tại vì mình sao chép mà. Còn bây giờ mình sẽ nhấn giữ cái mục nhạc 2, mình bấm vào di chuyển. Tại sao em phải làm hai thao tác sao chép và di chuyển? Sao chép là nó copy, còn di chuyển là nó đồng thời chép sang bộ nhớ khác và xóa ở cái bộ nhớ cũ để giải phóng bộ nhớ cho anh chị. Nên nó mới có cái dòng là sao chép là copy, di chuyển là nó chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, đồng thời xóa luôn ở cái chỗ cũ. Nên anh chị nhớ. Bây giờ là mình chọn vào di chuyển nè, và mình chọn vào trong ngôi nhà để mình chọn vào thẻ nhớ, và mình chuyển đến đây. Cái cách này thì nó sẽ giúp cho anh chị tải những cái bài hát yêu thích từ trên điện thoại về, sau đó anh chị chép vào thẻ nhớ hoặc USB, sau đó cắm vào xe hơi để nghe mà không cần bất kỳ một cái chiếc máy tính nào, cực kỳ là đơn giản luôn. Và dưới phần miêu tả em sẽ để cho anh chị một cái link để anh chị hướng dẫn anh chị cái cách tải nhạc MP3 về máy. Xong, vậy là cái việc mà hướng dẫn anh chị chép dữ liệu từ bộ nhớ trong ra ngoài bộ nhớ ngoài đã xong, rất là đơn giản. Còn nếu như đối với những anh chị nào sử dụng điện thoại mà có sử dụng thẻ nhớ mà anh chị muốn chụp hình nó lưu trực tiếp vào thẻ nhớ, thì anh chị làm theo cách sau đây. Trên chiếc điện thoại của mình thì mình chọn vào một máy ảnh. Mình chọn vào một máy ảnh rồi thì mình chọn vào cái hình bánh răng cưa cài đặt ở đây. Và mình kéo lên. Mình
mình sẽ thấy ở đây nó xuất hiện cái vị trí lưu bộ nhớ, nghĩa là khi mình chụp ảnh quay video thì nó quay ở đâu, nó lưu ở đâu, thì ở đây là nó đang lưu trong bộ nhớ trong cái chỗ vị trí bộ nhớ này. Anh chị bấm chọn vô và anh chị có thể chọn vào trong cái mục thẻ nhớ. Và nếu như mà anh chị nào mà cần tư vấn mua thẻ nhớ thì anh chị liên hệ với em. Em sẽ để số điện thoại trên màn hình luôn. Để chi? Để anh chị có thể dễ dàng được tư vấn và mua những cái thẻ nhớ cực kỳ chất lượng. Thẻ nhớ thì có nhiều loại, thẻ nhớ SanDisk, Samsung vân vân và rất là nhiều những cái thẻ nhớ khác. Và thường thì thẻ nhớ bên em bán ra bảo hành lên đến 5 năm. Đó, nên anh chị yên tâm về chất lượng. Đây là cái cách chọn vị trí lưu hình ảnh video từ bộ nhớ điện thoại qua thẻ nhớ trực tiếp khi mà anh chị quay phim, chụp ảnh, rất là tiện lợi. Và nếu như anh chị nào muốn xem nhiều cái thủ thuật video bổ ích khác thì anh chị có thể vào YouTube, anh chị tìm kiếm kênh Giang Huy 93. Anh chị tìm kiếm kênh Giang Huy 93. Anh chị chọn vô. Đây là kênh Giang Huy 93. Còn kênh Giang Huy uy tín là kênh em chuyên bán điện thoại. Đấy, anh chị cần mua điện thoại thì anh chị có thể vào kênh Giang Huy uy tín. Và kênh Giang Huy uy tín em mới làm nên là nó cũng không có nhiều lượt đăng ký lắm, nhưng nó sẽ mang lại cái giải pháp mua hàng cho quý anh chị. Và nếu anh chị muốn xem nhiều video ở trong kênh YouTube Giang Huy 93, anh chị có thể bấm vào đây. Anh chị chọn vào danh sách phát. Vào trong cái kênh của em, anh chị chọn vào danh sách phát. Và anh chị kéo xuống cuối. Ở đây anh chị sẽ thấy là ở đây nó xuất hiện cái mục Samsung. Thư mục Samsung. Anh chị vô đây là vô vàng. Vô vàng những cái video hướng dẫn cách sử dụng điện thoại Samsung luôn. Và em kinh doanh điện thoại nay đã là 12 năm. Và em chuyên bán những cái phụ kiện cao cấp, điện thoại cao cấp chính hãng đã qua sử dụng. Nên anh chị cần mua hay cần tư vấn cứ liên hệ với em. Em sẽ tư vấn thật nhiệt tình. Nếu như anh chị nào mà cần mua điện thoại, anh chị vào kênh Gia Huy uy tín. Đây, Gia Huy uy tín, anh chị chọn vào đây. Ở đây anh chị chọn vào. Và trong đây sẽ có rất là nhiều điện thoại để cho anh chị lựa chọn, rất là nhiều luôn. Rất là nhiều video. Rất là nhiều video để cho anh chị lựa chọn, nhiều lắm. Đấy. Và video đến đây là hết. Em xin thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các khán giả trong video tiếp theo. Nếu thấy hay, anh chị nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin thân ái chào tạm biệt.